cửa hàng test lại mẫm đi giải mã Đền Đông 3570 này tôi mới quay ngày hôm nay cho bác khách ở gần nhà, nhưng vẫn phải gửi qua dịch vụ bưu điện mới đến nơi được, bởi vì cũng không có giấy tờ để đi lại. Tôi đang chạy tín hiệu đường quang số 2 đang cắm vào TV. Muốn biết là đường quang số 2 nó tên là gì thì anh em chỉ cần vặn này. Đặc biệt những mẫu đi giải mã thì khi các bác vặn đây, nó OTP1 nó hiện chữ VDP, có nghĩa các bác sẽ biết là OTP1 nó là đường quang số 1. Còn đây tôi vặn ở TV nó sẽ hiện là OTP2, có nghĩa là chắc chắn là cắm vào đường quang số 2 anh em phải vặn ở TV. Đấy là cách để anh em chơi một mẫu ly giải mã. Moze này này thì anh em để chế độ auto hoặc là để PCM. PCM có nghĩa là quang. Đây, nó hiện chữ digital này. Hoặc là anh em để auto nó sẽ tự nhận quang hoặc analog. Có nghĩa là anh em cắm vào, một là cắm dây quang hoặc hai cắm analog nó sẽ tự chạy. Còn nếu anh em để PCM này mà cắm analog nó sẽ không có tiếng, hoặc là anh em để analog mà cắm quang nó sẽ không có tiếng. Đó, mình sẽ để chế độ auto. Bát chép thì ấn vào tôn con cho, sau đó mình hãy vặn tăng giảm. Chỉnh xong bát thì mình ấn chất chép. Con này nó có rất nhiều đường quang, có tận 5 đường quang vào đúng không? Thì tôi đã test rồi. Đây đường quang số 1 TV. À đường quang số 1 là DP. Còn đường quang số 2 ở chế độ TV. Đó, rất dễ sử dụng. 1792. Suất âm thanh làm pre cắm vào lỗ phone. Đã cắm đường pre front xuống một con âm đi phía dưới. Vậy tôi sẽ chạy đường quang giải mã xuống. Anh em cùng theo dõi. Cắm vào đường nào của đây, tôi phải cắm lại vào aux của âm ly. Đó, có nghĩa tín hiệu giải mã đã xuất xuống đây và volume trên này. Bát chép ở đây, mình chỉnh bát chép cho cái âm ly hoặc cục đẩy phía dưới. Có nghĩa là đường pre đang hoạt động bình thường. Ok, xin cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ. Mọi sản phẩm cửa hàng đều test rất rõ nên anh em yên tâm về chất lượng. Bây tôi chỉ dùng cây phía trên làm pre thôi. To nhỏ ở đây và to nhỏ ở đây.